Xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, lại tiếp tục một thông tin liên quan đến bằng cấp của lão sư phụ Vương Quang Quyền tại chốn Phật Quang này. Tiếp tục hôm nay thì một bài viết chúng ta có thể thấy rằng cộng đồng mạng không ngừng để khui ra, để lật tẩy những chiêu trò bỉ ổi và những trò bịp bợp của lão chân quan này trên con đường thăng quan tiến chức nhằm để thao túng quyền lực của mình và giữ vị thế của mình trong tôn giáo và giáo hội. Và một lần nữa thì cộng đồng mạng không ngừng khui ra để đưa lão quan quyền này trở về với cuộc sống đời thực. Trong bài viết hôm nay, chúng ta có thể thấy rằng giáo hội Việt Nam, cơ quan chức năng vào cuộc ráo riết, chắc chắn sắp tới lão cũng sẽ bị quan tục trả lại chiếc áo nhà Phật cho giáo hội và trở về những gì mà nơi lão đang có những ngày xưa. Thưa quý vị, chúng ta cũng đã biết rằng quan chưa tốt nghiệp cấp 2 thì làm sao mà đủ tiêu chuẩn để làm việc trong chùa nhỉ? Làm sao để đủ tiêu chuẩn để làm việc trong giáo hội Phật giáo với cái chức vị là trụ trì, với cái chức vị là thượng tọa như vậy? Đến bây giờ chúng thanh niên vẫn chưa hiểu được, vẫn chưa thấy rõ được cái trò bỉ ổi và sự thật đằng sau bên cái thâm cung của Phật Quang Quyền này, mà chúng thanh niên này vẫn cứ bảo rằng thầy của tao chưa có bằng cấp 2, chưa có bằng cấp 3 thì không quan trọng, nhưng nhà nước và giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu có cho là như vậy đâu. Hỡi các chúng thanh niên, hãy tỉnh hồn. Và thưa quý vị, bài viết này chúng ta có thể thấy 3 điều khoản trong ngành tôn giáo, trong giáo hội Việt Nam, để chúng ta thấy rằng quan không đủ tiêu chuẩn để ngồi trong cái ngai vị là thượng tọa, là trụ trì tại chốn Phật môn mà do quan tự lập ra. Trong 3 điều khoản này chúng ta thấy rằng chắc chắn sắp tới đây cơ quan chức năng vào cuộc thì quan sẽ bị quan tục và sẽ trả giá cho cái nghiệp chướng của mình, và quan sẽ ngồi đó mà để đếm ngày đếm tháng đấy quý vị. Thưa quý vị, trong điều 42 của luật tôn giáo thì việc mà tiêu chuẩn về giới tử được tuyển chọn thụ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni thì trong cái khoản 1 ở điều luật 42 này, thứ nhất là giới tử được tuyển chọn thụ giới tỳ kheo thì phải đủ các tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất, theo điểm A là tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi tính theo khai sinh. Thứ hai, điều thứ hai ở điểm B là không vi phạm pháp luật của nhà nước. Điều thứ ba, điểm C là cất căn thì phải đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần. Điểm D của điều thứ tư phải là đã thụ giới sa di, có nghĩa là tăng, thức xoa mana, có nghĩa là ni, ít nhất là 2 năm. Đã thụ giới sa di và thức xoa mani ít nhất là 2 năm và đã học giới luật. Như vậy thì trong vấn đề này, quan có học hay không thì chúng ta chưa biết. Và vừa rồi, cộng đồng mạng cũng đã tiết lộ một thông tin về một vị đồng tu cũng đã tố cáo cho rằng quan đã thuê mướn tăng ni Phật tử đến để tu dùm cho lão ta. Đó là có thật. Và lão đã mướn người ta tu dùm để lão trả tiền. Như vậy, việc học giả như thế này thì có xứng đáng để ngồi trong cái ngai vị của hàng ngũ trong tôn giáo, trong giáo hội hay không? Thì chắc chắn là khi cơ quan chức năng vào cuộc và mong rằng các cơ quan phải làm sáng tỏ và giáo hội Phật giáo Việt Nam hãy thấy rõ điều này và làm thật mạnh tay, không để một con sâu mà làm rầu cái tôn giáo như vậy được. Và điều thứ năm trong cái điểm A thì là phải có trình độ trung cấp Phật học và văn hóa phổ thông trung học hoặc là tương đương đối với giới tử có tuổi từ 30 hoặc dưới 30. Đây, quan trọng là cái điểm thứ năm, cái khoảng thứ năm ở trong cái điểm A này thì chúng ta thấy rằng là phải có trình độ tốt nghiệp trung cấp Phật học. Còn cái việc mà quan đã học qua trung cấp Phật học hay chưa thì chúng ta chưa biết, nhưng mà quan thì đã không qua trung cấp phổ thông thì làm gì mà quan đạt đến cái bằng tiến sĩ, quan được ngồi trong cái ngai vị là được thăng quan tiến chức một cách nhanh gọn như vậy. Chắc chắn là bởi vì bá tánh đã hỗ trợ cúng dường quá nhiều, cho nên việc mà quan có được cái ngai vị hôm nay cũng chỉ vì là được lòng tin yêu của bá tánh thôi. Nhưng mà có được lòng tin yêu thì lòng tin yêu này là một lòng tin yêu giả tạo của lão quan này tạo ra. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rằng lão không có bằng cấp 3 trung học phổ thông thì làm gì mà lão được cái ngai vị đó.
Và cái quy định trong cái giới luật của ban tôn giáo thì cái điều thứ năm này là phải có đầy đủ trình độ tốt nghiệp trung cấp Phật học và có văn hóa phổ thông trung học hoặc là tương đương đối với các giới tử có độ tuổi từ dưới 30. Như vậy thì ở thời điểm đó, quan có đủ điều kiện, có đủ thời gian để quan đi học hay không quý vị? Chắc chắn là không. Sau khi cộng đồng mạng lật ra thì chúng ta thấy rằng căn cước công dân cũng giả, bằng lái xe ô tô, bằng lái xe mô tô cũng giả, rồi đến là bằng gì nữa quý vị? Bằng học tại chức, bằng học bổ túc cấp 3 cũng giả. Thì như vậy thì không biết quan học lớp mấy mà quan khai ra là bằng tiến sĩ và quan được nhận bằng tiến sĩ không biết. Rồi tiếp tục còn ở điều 43 về tiêu chuẩn giới tử được tuyển chọn phụ giới sa di và sa di ni như sau. Thứ nhất là được tuyển chọn là giới tử sa di, sa ni di là phải có đủ các tiêu chuẩn sau. Một là tuổi đời đúng theo luật Phật đã quy định. Thứ hai là không vi phạm pháp luật nhà nước từ khi 16 tuổi trở lên tính theo thời khai sinh. Thứ ba là các căn phải đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần. Thứ tư là đã tu học ít nhất là 2 năm tính từ ngày ban trị sự tỉnh cấp giấy chứng nhận xuất gia. Thứ năm là phải có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc là tương đương đối với các tử giới có tuổi đời dưới 30. Đấy. Như vậy thì trong cái điều 42, điều 43, điều 44 và điều 53 của luật tôn giáo cũng có ghi rõ các cái yếu tố, các cái nội dung, các cái chi tiết là mỗi Phật tử sa di khi xuất gia thọ giới tỳ kheo thì phải có ít nhất là bằng trung cấp phổ thông. Nhưng mà lão quan này bằng bổ túc lão cũng không có. Thì như vậy thì không biết lão học lớp mấy để rồi lão có được cái bằng tiến sĩ. Lão thăng quan tiến chức vượt bậc bằng cách là không đi từ bước thang thứ 1, thứ 2 đến bước thang thứ 10 mà lão nhảy bổng một nấc là lão lên đến đỉnh cao của danh vọng. Có nghĩa là lão quá tài giỏi đi, tài giỏi một cách mà xuất chúng như thế này thì không có ai mà qua mặt được lão hết. Cho nên là các chúng thanh niên khen ngợi, khen lấy, khen để và kể cả là nhân vật nổi tiếng trong bộ giáo dục cũng phải quỳ lại, cũng phải tôn quan là sư phụ rồi khen không chịu nổi. Như vậy chính từ điều này chúng ta thấy rằng những cái bí ẩn đằng sau về việc mà để quan có được cái chức vị ngày hôm nay không phải là từ năng lực, không phải là từ cái việc học hành thực tế quan có, mà bằng cái sự mơ ước, sự cám dỗ và việc để gọi là thao túng này. Chắc chắn điều đó có thể là xảy ra. Và ở điều 44 cũng đưa ra các cái tiêu chuẩn tương đối giống như nhau, nhưng chúng ta cũng thấy đặc điểm là ít nhất là phải có bằng tốt nghiệp phổ thông và trình độ văn hóa cấp cơ sở thì mới được thọ giới tỳ kheo. Nhưng cái yếu tố này thì quan không có. Như vậy ở điều 53 cũng nêu thêm các cái tiêu chuẩn mà tăng ni được bổ nhiệm chức trụ trì và trưởng ban quản lý tự viện. Quan đã đủ các yếu tố này hay chưa mà quan lại được nhậm cái chức trụ trì trong ban tôn giáo mà quan đang ngồi kế vị như vậy quý vị. Việc bổ nhiệm trụ trì trưởng ban quản trị phải cần có sự lựa chọn những tăng ni với những tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là tăng ni có trình độ tốt nghiệp trung cấp Phật học trở lên. Thứ hai là tăng ni phải tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, ngày xưa gọi là tú tài đấy. Mà ngày xưa ở cái thời đó nó kham khổ như vậy thì không biết quan có học được nổi lên cấp 3 hay không, được thi qua tú tài hay không. Nghe nhiều luồng thông tin thì quan chỉ học mới là cấp tiểu học thôi. Và lên học để có được cái bằng bổ túc cấp 3 mà quan cũng không có được. Mà cuối cùng quan phải không biết làm sao mà để quan có được cái bằng đó thì chúng ta cũng có thể suy đoán ra được là từ việc cúng dường thôi quý vị. Như vậy tất cả các cái thông tin về nguồn gốc hồ sơ, lai lịch cũng như là trình độ của quan thì đã được cộng đồng mạng lôi ra từ trước đến nay vạch trần trắng trợn như vậy. Mà đến bây giờ các chúng thanh niên này vẫn chưa ngộ ra, vẫn chưa tìm thấy và vẫn chưa nhìn nhận ra đó là sự thật, nhưng vẫn u mê mu muội bất chấp để tôn sư phụ mình, để bảo vệ sư phụ mình một cách tuyệt đối như thế này.
chúng ta cũng đã thấy lý do nào? Lý do là từ việc bị bùa mê thuốc lú, lý do bị thực hiện cái lời thề năm xưa là dù sư phụ có như thế nào, các con cũng phải phục tùng, dù sư phụ có sai đến đâu thì các con cũng phải bỏ qua mà chấp nhận để bảo vệ sư phụ đến hơi thở cuối cùng. Như vậy chính từ cái lời thề, lời nguyền đó mà khiến cho các đệ tử chúng thanh niên này không tìm ra lối thoát, hay hoặc quan trọng hơn là bị mu muội bởi bùa mê thuốc lú mà không nhìn đâu là ánh sáng và chân lý. Thưa quý vị, qua rất nhiều các bài viết, tất cả các cái nguồn thông tin để chứng minh cho chúng ta thấy sự giả dối, gian dối trong con đường học đạo của lão Vương Quang Quyền này là có thực. Đúng, đồng ý, ngày xưa lão cũng có tâm niệm đi theo con đường của Đức Phật, nhưng với cái tâm ác ý như thế này thì lão không bao giờ thành một con người hiện thực trên con đường đạo pháp. Bởi vì cái mục đích của lão tu không phải là để đạt đến cái chánh quả, mà tu để đạt đến cái sự bành trướng, đạt đến quyền lực và sự thao túng để thể hiện đẳng cấp vị thế của mình. Cho nên lão muốn lập ra một cái đế chế riêng, lão muốn đi riêng con đường của lão trong tôn giáo. Lão không đủ trình độ, lão không học qua các cái giáo lý của Phật Pháp, cho nên các cái thuyết giảng của lão nó rất là ngược ngạo, nó đi ngược lại các cái quy chế trong tôn giáo. Các cái thuyết giảng của giáo của lão tự lão suy diễn ra, đặt ra những cái gì mà lão hiểu. Cho nên là những cái luận điệu về các thuyết giảng của giáo của lão nó rất là phi thực tế mà nó vô lý hết sức. Đấy, lão cho rằng hát karaoke thì tương lai sẽ bị làm ma câm, rồi nằm võng nhiều cũng sẽ bị quả báo. Đấy, chúng ta thấy rằng lão đưa ra rất nhiều các cái yếu tố trong cái quan điểm Phật Pháp của lão mà chúng ta cảm thấy hết sức là vô lý. Chỉ có lão mới bịa ra, chỉ có lão mới là dựng nên một cái đường lối riêng trong chốn Phật môn này. Lão mượn chiếc áo nhà Phật, mượn cái tâm linh tín ngưỡng của Đức Phật mà để tự lão sáng chế ra cái đạo lý riêng. Cái tội tày trời là lão tự sửa một trong năm giới cấm của nhà Phật, là từ không dâm dục trở thành không phản bội. Chính từ cái bản chất của lão là dâm dục, cái bản chất của lão là tà dâm, cho nên lão mới dùng bùa mê thiên linh cái để thuyết phục, để lôi các nữ đệ tử non trẻ vào trong cái Phật môn của lão, để rồi lão tha hồ hưởng tụ, để rồi lão muốn gì thì lão được lấy. Và sự thật cũng đã bị các nữ ni cô này tố cáo khi hành vi những trò bịp bợm, những sự mà nham nhở của lão cũng đã bị lôi ra. Các nạn nhân này cũng là những người sáng suốt để nhìn thấy sự thật. Và đến bây giờ qua một bài viết, chúng ta cũng đã thấy các nạn nhân này cũng đã khuyên các chúng thanh niên còn lại hãy ráng mà tỉnh ngộ, hãy cố mà thức tỉnh để nhìn ra cái chân tướng và sự thật của lão Vương Quang Quyền này không phải là như chúng thanh niên đang nghĩ. Đó là một chuỗi tháng ngày u tối trong cái vương quyền của lão Phật Quang này mà các chúng thanh niên đã lầm đường lạc lối. Đến bây giờ, những chúng thanh niên mà đã tôn thờ, đã nguyện đi theo lão một đời để phục tùng, để hy sinh tất cả những gì để bảo vệ cho cái sự mà u tối, nhu nhược, ma mị ở chốn Phật Quang này, thì đó là điều mà chúng ta, không chỉ những nạn nhân là chúng thanh niên đã biết quay đầu là bờ, đã khuyên các chúng thanh niên này, nhưng cộng đồng mạng cũng đã cố gắng rưa ra rất nhiều các chứng cứ, các bài viết để khuyên các chúng thanh niên này hãy tỉnh ngộ, thức tỉnh, làm một con người chân chính, ít nhất là phải đứng lên tố cáo hoặc là quay đầu là bờ để không còn mưu muội đi theo con đường tâm tối mà rơi vào cái bụng lầy của u mê đó nữa. Thưa quý vị, qua bài viết này một lần nữa cho chúng ta thấy và để chứng minh được sự thật liên quan đến việc mà bằng cấp cũng như học hỏi trình độ của lão Vương Quang Quyền này, để đến bây giờ lão đạt đến một cái ngai vị quyền lực như vậy, để rồi lão hưởng thụ, lão thao túng giống như một bá vương của một đế chế mà tự lão đặt ra. Việc mà lão lập ra Phật Quang Quyền trong tương lai đó là một cái ý đồ nhằm để thao túng, nhằm để thống lĩnh,
giáo hội Phật giáo có thể là một cái sự kiện rất là nguy hại cho cái nền tôn giáo Phật pháp của nước nhà. Nếu như ban tôn giáo, nếu như nhà nước, các cơ quan không giác ngộ, không tỉnh táo, không làm rõ sự thật này thì chắc chắn lão quan quyền này sẽ bá chủ và sẽ làm bại hoại cái nền tôn giáo của Phật pháp trong tương lai. Thưa quý vị, vừa qua có rất nhiều các cái luồng thông tin được cho rằng lão đã bị bắt rồi. Chúng ta cũng đã thấy rất nhiều các cái thông tin từ các báo đài, cơ quan chức năng cũng đã làm việc và xử lý các sai phạm của lão về việc chiếm dụng đất rừng phòng hộ, rồi các cái sai phạm liên quan đến các hành vi của lão. Nhưng đến bây giờ tất cả sự thật đó đều im ắng và chưa có một cái nguồn thông tin gì mới liên quan đến các sai phạm về việc xử lý của cơ quan chức năng. Nhưng chắc chắn sắp tới đây lão phải trả giá cho những hành vi của mình, dù có bị bao che, dù có bị tiếp tay, nhưng luật nhân quả và lưới trời lồng lộng, chắc chắn lão sẽ không thoát được cái nghiệp chướng này. Và cái việc trả giá cho cái quy luật tạo hóa này thì một ngày không xa lão sẽ đối diện và sẽ chứng minh cho cộng đồng các Phật tử biết được đâu là sự thật về chân lý, đâu là ánh sáng và bóng đen. Thưa quý vị, qua bài viết này chúng ta thấy thêm một lần nữa sự thật về những khuất tất mà lão Ma Tăng này cũng đã bành trướng hoành hành trong nhiều thập kỷ qua. Đó là sự thật hiển nhiên đang tồn tại và đến bây giờ là ngày đền tội của lão Vương Quang Quyền này sắp tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi đoạn thông tin trên. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ.